Số trẻ mầm non nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh tiếp tục tăng cao kỷ lục. Tính đến 18 giờ ngày 17 tháng 3, kết quả xét nghiệm cho khoảng 2.000 trẻ của huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đến khám tại hai bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện sốt rét ký sinh trùng và côn trùng Trung ương cho thấy có trên 200 trẻ dương tính với sán dây, ấu trùng sán lợn. Thông tin cập nhật từ Viện sốt rét ký sinh trùng, côn trùng Trung ương, ngày 17 tháng 3 có 231 cháu nhỏ ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh được gia đình đưa đến xét nghiệm sán lợn. Số lượng này đã giảm 1/2 so với hôm trước. Kết quả cuối giờ chiều ngày 17 tháng 3 ghi nhận có 27 trường hợp dương tính với sán lợn. Trong 4 ngày qua đã có 107 trường hợp dương tính với sán lợn qua xét nghiệm trong ngày tại viện này. Về phía Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, tính đến 18 giờ ngày 17 tháng 3, bệnh viện đã chạy xong 461 mẫu xét nghiệm của bệnh nhân đến khám vào ngày 16 tháng 3 và cho kết quả 58 mẫu dương tính với sán lợn. Một số mẫu nghi ngờ sẽ chạy lại lần 3 để có thể khẳng định thêm. Trước đó, bệnh viện này đã xác định được 44 bệnh nhi dương tính với sán lợn. Như vậy, đến nay đã có khoảng 2.000 trẻ từ 1 đến 10 tuổi tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh về Hà Nội và khám làm xét nghiệm sán lợn tại Viện sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng Trung ương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Kết quả cộng dồn của những ngày qua tại hai viện này cho thấy đã có khoảng 209 cháu bé đến từ huyện Thuận Thành, Bắc Ninh dương tính với sán lợn. Con số này có thể tiếp tục tăng lên bởi nhiều trường hợp xét nghiệm vẫn đang chờ kết quả. Trước đó, năm 2018, cơ quan y tế đã từng phát hiện một ổ dịch bệnh với hơn 100 người mắc sán lợn ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Khi đó đã phát hiện 108 trên 904 người có kết quả xét nghiệm dương tính với sán lợn. Tuy nhiên đến nay, kỷ lục này đã bị Bắc Ninh vượt qua. Trong 3 ngày vừa qua, hàng nghìn cha mẹ ở Thuận Thành đã đưa con đi xét nghiệm sán lợn sau khi bắt quả tang trường của con sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh để chế biến bữa ăn cho trẻ. Chi phí cho mỗi lần xét nghiệm khoảng trên dưới 1 triệu đồng, chưa kể tiền tàu, xe đi lại, ăn uống. Ước tính người dân Bắc Ninh đã phải chi phí hàng tỷ đồng cho việc đưa trẻ đi xét nghiệm sán lợn. Tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu công an làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc cung cấp thực phẩm cho các trường học. Ngày 16 tháng 3, tỉnh Bắc Ninh phát đi thông báo kết luận của Chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh tại cuộc họp về cung cấp thực phẩm tại trường mầm non xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành. Chủ tịch Quỳnh yêu cầu công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn cho trường học. Có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại trường mầm non Thanh Khương và các trường học ở Thuận Thành. Ngành y tế được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xét nghiệm cho học sinh trường mầm non xã Thanh Khương, cung cấp thông tin chính thức cho các bên liên quan, căn cứ kết quả mẫu xét nghiệm. Việc hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân về nguyên nhân, ảnh hưởng và cách phòng chống sán lợn cũng được giao cho cơ quan y tế. Để tránh tâm lý hoang mang, hai ngành y tế và giáo dục tổ chức tuyên truyền tới phụ huynh và học sinh, chỉ đạo cơ sở giáo dục chủ động phối hợp thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát, truy xuất nguồn gốc thực phẩm cung cấp cho các bếp ăn tập thể, bán trú tại trường học. Trước đó, cuối tháng 2, một số phụ huynh đăng video ghi lại món thịt lợn nổi đầy hạch trắng, có dấu hiệu của bệnh sán gạo trong bữa ăn tại trường Thanh Khương. Khoảng một tuần sau, phụ huynh bất ngờ vào kiểm tra bếp ăn của trường, phát hiện thịt gà nấu cho học sinh là thịt đông lạnh đã bị mủn, có mùi, khác với cam kết cung cấp thịt tươi sống. Cơ quan công an đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ số thực phẩm và đưa đi kiểm nghiệm. Lo ngại con em bị bệnh do ăn phải các loại thực phẩm không an toàn, trong hai ngày 15 và 16 tháng 3, hàng nghìn phụ huynh đưa con lên Hà Nội làm xét nghiệm. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, bệnh sán dây, ấu trùng, sán dây lợn hay còn gọi là bệnh sán giải lợn phân bố ở nhiều nơi trên thế giới. Ở Việt Nam, bệnh xuất hiện ở tất cả vùng miền, tỉnh thành. Sán lợn lây lan do thực phẩm nhiễm các ký sinh trùng trong đất, trong nước. Con người ăn rau không rửa sạch, thực phẩm không nấu chín dẫn đến nhiễm trùng sán. Bệnh ấu trùng sán lợn xảy ra ở người ăn phải trứng sán lợn nhiễm trong thức ăn. Sau khi ăn hay nuốt phải trứng sán, trứng vào dạ dày, nở ra ấu trùng, đến ruột non. Ấu trùng xuyên qua thành ống tiêu hóa vào máu và di chuyển đến ký sinh tại các cơ vân, não, mắt rồi sẽ hóa nam. Tùy thuộc vào vị trí ký sinh của nang sán mà có những biểu hiện khác nhau. Nang sán nằm trong cơ thể sẽ thấy có những u nhỏ, chắc, kích thước khoảng 1-2cm hoặc bằng hạt đỗ, hạt lạc, di động dễ, không ngứa, không đau. Nếu nang sán nằm trong não, người bệnh có thể bị động kinh, liệt tay, chân hay liệt nửa người, nói nhọng, rối loạn trí nhớ hoặc đau đầu dữ dội. Nếu nang sán nằm trong mắt, nó có thể gây tăng nhãn áp, giảm thị lực hoặc mù.
Theo phác đồ điều trị hiện nay, cần 1 ngày để tiêu diệt sán trưởng thành và 2 tuần diệt hết trứng sán.